Mọi người ơi, mình đã ăn xong bữa rồi nhưng quán lại gạ. Bạn nhân viên dễ thương lại gạ mình ăn sashimi mực. Cái vỏ hơi dai. Vú nàng. Vú nàng đây. Nhìn giống con bào ngư á. Dung Hoàng, tại sao lại cho quay cho Ninh thành cái tóc thành một cái gem như thế? Tại vì tôi thấy vẫn bình thường mà bạn. Đừng có quay nữa, có mệt về tinh thần này rồi. Ninh không nghĩ rằng là có ai 12 giờ leo núi đâu. Nhưng có chúng mình. Ăn trưa nghỉ ngơi một tí xong chúng mình sẽ đi xuống biển. Xuống biển này, xuống biển, biển này. Hello, xin chào các bạn. Các bạn đang quay trở lại với hành trình Quy Nhơn với mình. Đây là lần thứ 3 mình đến Quy Nhơn rồi. Cách đây gần 2 tuần thì mình có quay trở lại Quy Nhơn và có một chuyến công tác tầm khoảng 3 ngày nhưng mà cũng không chơi được mấy tại vì là nó công tác. Nên là chuyến này khi mà quay trở lại Quy Nhơn thì mình quyết định là sẽ ăn thật là nhiều. Hiện tại thì mình đang có mặt tại sân bay Nội Bài và bạn đồng hành của mình. Bạn nào mà dạo gần đây xem kênh của mình thì sẽ quen thuộc với gương mặt này một chút. Thì đấy chính là bạn Ninh Tito Phẩy. Bạn Ninh Tito Phẩy đang ở đầu kia làm việc. Bởi vì hôm nay là thứ 6, bạn ấy đã xin nghỉ sớm trước nửa ngày để có thể đi chơi với mình. Không, đi chơi đâu mà đi chơi. Đi sản xuất content và cũng như là đi tự công tác. Bây giờ thì hãy cùng lên máy bay và chúng mình sẽ bắt đầu hành trình Quy Nhơn nhé. Hello, xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đã có mặt tại Quy Nhơn rồi và đây là bữa ăn đầu tiên. Và các bạn biết không, Quy Nhơn chào đón mình bằng một bữa ăn mà ở cái quán nó mất điện. Nó mất điện đúng cái chỗ mình ngồi và không có quạt luôn các bạn ạ. Thật là buồn. Nhưng mà không sao, mình đã có mặt tại một cái quán hải sản. Chuyến này thì sẽ là chuyến Quy Nhơn theo bạn Dũng Hoàng. Chuyến Quy Nhơn theo Ninh thì các bạn có thể kéo lại những cái tập trước ở trong chuyến Quy Nhơn mà cách đây một năm Ninh đã đi. Còn chuyến này thì mình sẽ đi theo list của bạn Dũng Hoàng là một người bản địa ở đây, chỉ đạo từ xa để có thể ăn được cái bữa ăn được thật là nhiều món ngon. Giới thiệu với mọi người, đây là món tôm càng nướng. Mà mình nhìn cứ tưởng như kiểu hấp ấy. Tại vì nó màu hồng. Đó. Và cái càng của nó rụng ra hết rồi đây này. Đấy. Đây là cái gì? Đố biết, rong ngổ à? Không phải, lá nếp à? Lá nếp. Sao hơm? Lá nếp các bạn ạ. Ở bên này thì sẽ có món cơm chiên hải sản. Cơm chiên cá mặn với hải sản. Không có cá, mình là bỏ cá rồi. Có cá cơm chiên hải sản thôi. Đây mọi người ơi, vừa ra một cái món cuối cùng mà lúc nãy thiếu. Thì đây là con cá gì đố Dung biết? Ở đây trong menu rồi, nó tên là cá sơn. Cá sơn chỉ. Cá sơn nướng. À cá sơn nướng. Cá sơn, cá sơn nướng. Mình không nghĩ là nó to như thế này đâu các bạn ạ. To nhở? To thật. Giống mắm nêm à? Đây là mắm nêm hay mắm tép? Ăn hơi lạ nha. Có chanh quất ở trong đấy không? Hình như là có. Thế á? Hết mì. Không thể chua lắm. Nhưng mà ăn thử xem như thế nào. Quên mất, chưa phải món cuối cùng. Đây mới là món cuối cùng. Chúng mình có gọi hàu các bạn ạ. Đó, hàu mù tạt với chanh. Hàu to quá. Tôi sợ quá bạn ạ. Ăn đi. Sọc lên mũi rồi. Cay quá. Nhưng mà con hàu này rất là tươi. Thế á? Tươi lắm. Để ăn nốt nào. Có vắt chanh vào chưa? Có vắt chanh vào rồi. Có chanh vào nó mới ngon. Không. Rất ngon. Chanh vào không hề ngon một chút nào. Nên sẽ cho một tí bột tạt vào. Để xem nào. Ăn rau có hợp không vậy? Hợp. Tại vì rau này sợ dính chanh rồi. Xin mời các bạn. Tươi đúng không? Mình tưởng cái này là không cay bằng cái xanh. Nhưng cái này không hăng bằng cái xanh. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ thử sang món cá sơn nướng đi. Hay đi. Ui. Cái thịt cá rất là chắc nha các bạn. Như thế này. Mình phải lấy cả một miếng lên cho các bạn xem chút. Wow. Đây. Một miếng cá sơn đây nha các bạn. Trời ơi. Đây,
to không? Ngon đấy. Ôi, ui, cái này ăn không ngon được nhá. Thử quấn đi. Cái vị tẩm ướp nó không mặn, không mặn, không cay, hơi ngọt ngọt một chút và khá là thơm ấy. Có ngọt hả? Có vị ngọt. Tức là hả? cái sốt ấy, cái sốt ướp ấy. Đó. Nhưng mà tiếc là Ninh không chấm được cái nước chấm này. Đây, cái bánh tráng khi các bạn ngâm qua nước thì nó sẽ mềm như thế này. Bây giờ Ninh sẽ chấm thử đi. Không có quất. Không có. Không có. Ăn được, ăn được, ăn được. Ôi cái mắm ngon đấy. Đây. Hợp không? Hợp. Ngon đấy. Ăn thêm cái mắm nó đậm, nó thơm, cay cay, ngon. Lấy chỗ này này, lấy chỗ này này. Đấy. Con cá không ngon hơn. Có một chút vị ngọt ngọt. Chắc là cái do cái sốt. Sốt nướng lên, người ta quệt lên, lúc nướng. Ăn thì cũng khá chắc. Có khi ngồi ăn không cũng được. Và bây giờ thì mình sẽ ăn xa con này. Đây. Tôm càng. Các bạn ạ. Cái càng anh sẽ bóc nó ra. Ôi dồi, đứt đầu luôn. Mọi người thấy cái vẩy, cái gọi là cái chân vây của con này nó như kiểu con bề bề ấy. Ừ, giống bề bề. Chứ nó không giống con tôm. Ninh sẽ cho một tí mụt tạt vào đây để chấm. Đây. Thì con này cũng chắc. Và nó thơm. Nó không phải bề bề đâu. Nó là tôm, nó đích thị là tôm ấy. Và nó rất là thơm luôn. Và nó mềm nữa. Chắc nhưng mà mềm nha. Chắc nhưng mà mềm nha. Khi mà Ninh chấm cái nước sốt hải sản này thì không biết, tại vì là cái sốt hải sản này nó có chanh. Nhưng mà Ninh mà chấm cái xì dầu mù tạt ấy thì ăn nó sẽ ngọt cái thịt rất là nhiều. Nào, cụng ly phát nhở. Chàng trai đi xe máy. Ok. Đây, các bạn sẽ thấy ở trong này rất là nhiều hải sản luôn. Có mực này, tôm này. Tôm con tôm nhỏ á. Đây cho ra sáng này các bạn nhìn. Đấy, Ninh sẽ lấy một chút hành phi. Có cả hạt tiêu ở bên trên nữa. Chắc sẽ ngon. Thơm lắm, thơm cái mùi hành phi lắm. Cơm hơi khô một chút. Hạt nó rời. Nhưng mà nó rất là kiểu ít dầu nhá. Rất ít dầu. Thơm mùi hải sản luôn. Thơm mùi hành phi và một chút tiêu, hơi cay cay nhẹ một chút. Ngon đấy. Nói chung là quán này ok. Giá cả thì Ninh sẽ bán ở màn hình cho các bạn xem. Cứ ăn nữa. Quán anh Lê không biết gì, mọi người đuổi. Bây giờ Ninh sẽ giới thiệu cho các bạn về căn Airbnb lần này mà mình book ở Quy Nhơn. Và thực sự phải nói với các bạn rằng luôn là mình phải quay cái room tour ở đây. Tại vì căn phòng này Ninh book, Ninh không nghĩ là ra ngoài nó xinh như thế. Đương nhiên nhìn trên ảnh thì nó cũng ảo ảo, nhưng mà ra ngoài nó xinh thật. Và đến lúc hỏi bạn chủ thì đồ bạn ấy sắm đồ đắt tiền thật. Nên là Ninh sẽ room tour cho các bạn xem nhé. Đây, đây là toàn bộ cái quang cảnh mình room tour cho các bạn đây. Ở đây bàn ghế bạn ấy làm xinh lắm mà sờ kiểu sờ đồ xịn luôn ấy các bạn ơi. Trời ơi, nó là đồ xịn luôn đây. Cái khu vực phòng ngủ nó như thế này. Đó, cái nệm này nha. Cái nệm này Ninh lúc nãy Ninh sờ và thấy thích dã man luôn. Đó, đệm này chắc cũng phải đắt đắt ấy. Không phải cái loại mà kiểu các bạn đi ở Airbnb bình thường đâu. Sao chủ ở đây người ta đầu tư ghê. Ui đây đây đây, Samsung nha. Một loạt Celine ở khắp mọi nơi nha. Đó, nói chung là đồ này thì chắc đây là chủ là fan Celine hay sao ấy. Nên là các bạn nhìn này, đấy, rất là có gu luôn nhá. Và bên này thì là một cái tivi, tivi này nhà chị Mì cũng có này. Đó, và bên này thì là cái góc nhìn phòng ngủ từ ngoài vào. Đấy, các bạn thấy xinh không? Và ở trong nhà tắm này thì có bồn tắm luôn nha. Đó, mình sẽ chiêu chiêu ở đây này. Đồ nước thơm loạn hết cả lên này. Và nhìn ra phòng ngủ như thế này. Hầu như thiết kế của những cái căn một giường hay hai giường ở phòng này nó đều như lần trước Ninh ở thì nó đều có một cái bồn tắm như vậy. Nhưng mà cái căn này xinh quá, đồ decor rất là xinh luôn. Cái view này
nhìn thẳng ra bãi biển Quy Nhơn. Đó, đẹp chưa? Trời ơi, đẹp dã man luôn nha. Cái này ở tầng 17 nên nhìn nó cũng khá là cao. Và phía bên này thì có cả máy hút bụi, rồi thì máy giặt nữa. Ta-da! Và đây là căn mà mình sẽ ở trong chuyến Quy Nhơn lần này. Hôm tới thì mình sẽ phải chuyển một căn khác, không biết là có đẹp như thế này không, vì căn này mình chỉ thuê được có mỗi đêm nay đêm mai thôi à. Ta-da! Chào buổi sáng mọi người. Sáng nay thì chúng mình định dậy đi ăn lúc 7 rưỡi với một bữa sáng thật là sớm, thật là ngon lành, và để đi kỳ coi eo gió phóng xe máy Vivu cho nó mát mẻ. Nhưng thực tế ra khi mà chúng mình ngồi vào bàn ăn sáng thì 9:18 rồi. Đấy, định dậy sớm mà không thể dậy sớm rồi, mắt mình nó đang sưng húp lên. Và sáng nay thì mình có đi ăn dẫn Dũng Hoàng đi ăn bánh hỏi cháo lòng, thì là một món đặc sản của Quy Nhơn Bình Định. Đây là lưỡi này, đây là cật này, đó, đây là dồi. Chúng ta có một miếng dồi như thế này nhá. Đây là cuống họng này. Đó, đây là lưỡi, à nhầm, đây là thịt ba chỉ. Đây là tai, đây là dạ dày. Đó, ở dưới thì sẽ có bánh hỏi. Bánh hỏi là đặc sản của Bình Định nha các bạn. Mọi người cũng thường hay mua về phết, ở Hà Nội cũng có một vài quán bán. Thì trên bánh hỏi này được dưới một lớp mỡ hẹ. Hẹ nha các bạn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một phần cháo, và cháo ở đây là cháo loãng chứ không phải cháo kiểu cháo hạt đặc đặc đâu. Chúng ta sẽ chấm cùng với cả nước chấm này với cả rau sống. Mời các bạn ăn sáng với chúng mình nhé. Thì lợn luộc không bị hôi. Cái bánh hỏi nó dai dai một chút. Có một cái lưu ý trên bánh hỏi là các bạn đừng để ở ngoài quá lâu, xong rồi chụp ảnh các thứ, một lúc sau nó sẽ bị khô đấy. Nên là các bạn bánh hỏi ra thì nên ăn luôn. Trong bát cháo này đã sẵn có tiêu rồi. Đây, hạt ở dưới này các bạn. Có đậu xanh nha. Cháo được nấu với cả đậu xanh nha. Đậu xanh nguyên hạt luôn. Rất là ngọt. Ngọt đó. Đó. Trong nghe không? Đâu phải cô gió đâu mà cô cháu nghe. Dũng Hoàng, tại sao lại cho quay cho Ninh thành cái tóc thành một cái gem như thế? Tại vì tôi thấy vẫn bình thường mà bạn. Không hề bình thường một tí nào cả. Tôi chúng ăn đi nào. Tôi chúng ăn đi thì hôm nay có một chuyến đi rất là xa, rất là dài. Cũng có lý do ha. Mình không muốn quay lại nữa. Sao? Phải đen lạ chứ? Cái bánh nó dai dai, nó kiểu lớp lớp ấy. Xong rồi kiểu nó như kiểu bún mà sợi siêu nhỏ ấy. Đúng không? Với cả đây là kiểu sự kết hợp giữa bún với cả bánh cuốn á. Bánh ướt. Ok. Bánh cuốn. Nhưng mà nên ăn đi, không có để nó hơi khô á. Ok, xin mời mọi người nhá. Không, ăn đi. Điên mà. Ôi. Thôi đừng. Dừng chân trước cầu Thị Nại để chụp ảnh. Ở đằng kia có cái gì? Nắng quá các bạn ạ. Nắng điên lên. Các bạn thấy cái mũ này không vừa đầu mình rồi. Mình vừa trấn của Dũng Hoàng nhưng mà to. Mũ này nhỏ thế. Chứng tỏ đầu Dũng Hoàng đâu có to đâu. À, đầu bạn không vừa, bảo sao bạn cứ treo đằng sau như thế này. Các bạn ạ, bây giờ là 12 giờ trưa và 12 giờ luôn, 12:01, và hiện tại thì mình đang có mặt tại eo gió, và lúc nãy thì chúng mình có đi lên điện máy Phương Mai để chụp một vài kiểu ảnh ở dưới phong điện. Nó là cái cột xoay gió để tạo điện ý. Bây giờ chúng mình đang ngồi nghỉ ở dưới một cái khách sạn có tên là Happiness Hotel. Đây là quán cà phê nhưng nó có khách sạn. Đấy. Và sau đó thì chúng mình sẽ đang gọi hai ly mang đi. Mặc dù là đã uống hết một ly cà rốt rồi.
nhưng vẫn gọi hai ly mang đi để có thể lên trên kia tồn tại được ở trên eo gió vào cái thời tiết 12 giờ. Mình không nghĩ rằng là có ai 12 giờ leo núi đâu, nhưng có chúng mình. Có khi nó lại vắng, lại đẹp tuyệt trần. Chương. Đây là Dũng Hoàng gọi cam đá xay. Mình gọi sữa tươi, không phải trà sữa. Sữa tươi thì nó healthy hơn. Đây là sữa tươi trơn trâu đường đen. Và Dũng Hoàng đang cấu. Đây. Và khách sạn này sao lại Hoàng Thảo Sea View Happiness Hotel chứ? Đây, 240.000, 60.000 một ly đồng giá. Chắc là chả có ai đi eo gió và giữa cái thời tiết nắng như chúng mình đâu. Ui, nhưng mà đến rồi mà. Đẹp tuyệt vời, 22.000 vé vào một người nha các bạn. Cảm xúc của Dũng Hoàng đến giờ này như thế nào, nãy chả thấy nói gì. Thôi quay, có mệt về tinh thần này không? Sao lại mệt? Nóng, ui, đẹp. Xanh luôn hả? Đây này các bạn ơi, đẹp chưa, đẹp điên lên. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Dũng Hoàng, bạn nghĩ sao về eo gió? Xin lỗi chọn góc quay hơi ngớ ngẩn. Mình cảm thấy hơi nóng. Nóng thật sự mọi người ạ. Cảm giác như kiểu đi đi sa mạc ấy. Nóng hoa nóng. Nhưng mà cái nắng, ôi con dê kìa. Cái nắng nắng Bình Định, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Nam ấy là nắng dã man luôn, nắng chết người luôn ấy. Mà chúng mình là cái tỉnh mà mình vừa đi xong. Mà chúng mình lại đi vào, nói chung là đi eo gió hay kiểu kỳ công mọi người, thứ nhất là có thể đi dép, hai là đi những cái đôi giày mà nó có thể bám ấy, vì nó vẫn có núi nên là đi những cái đôi giày bám đấy thì nó sẽ đỡ hơn. Bây giờ thì chúng mình sẽ nghỉ ngơi một chút, chụp thêm một chút ảnh và chúng mình sẽ đi ăn trưa. Bây giờ mình ăn mấy giờ rồi nhỉ? Bây giờ là 1 giờ. Bây giờ 1 giờ chúng mình sẽ đi ăn trưa. Ăn trưa nghỉ ngơi một tí xong chúng mình sẽ đi xuống biển. Xuống biển nè, xuống biển, biển biển nè. Ok. Sau khi mà đi chơi ở eo gió xong thì bây giờ chúng mình đi ăn. Bây giờ là 2 giờ kém 10 nha các bạn. Và mình theo cái list được gửi cho Dũng Hoàng thì mình đi ăn quán món quê. Không phải là một quán ven biển, nó là một quán ở trong làng thôi. Nhưng mà thấy cũng khá là đông khách. Và đây, quay ra là thấy không đông luôn á. Đông mà đang nói đông mà quay ra thấy không đông. Đây, Ninh sẽ giới thiệu cho các bạn trong menu của quán này. Ở đây thì sẽ có bánh xèo tôm nhảy. Thật ra nếu mà chúng ta mà đi ra biển á, ở bè á, thì chúng ta ăn bánh xèo tôm nhảy thì nó sẽ có tôm và có mực. Thì nó ở cái bè luôn á, thì là sẽ vượt lên á. Đấy. Còn ở đây thì sẽ là bánh xèo tôm nhảy. Ở đây thì sẽ có chả ram, long nho. À, mình sẽ gọi những cái món này. Mình có gọi một cái món này buồn cười lắm. Đây này. Vú nàng. Vú nàng, đây. Nhìn giống con bào ngư á. Giống, đây, bào ngư thì ngay đằng trước các bạn ạ. Bào ngư thì ngay đằng trước đây. Có bào ngư. Đây, đây. Chưa tìm thấy được cái món sứa nước lèo. Đây. Ok. Và hiện tại thì chúng mình đã có đủ đồ rồi. Và các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu lại từ đầu nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái món, đây là sứa nước lèo. Các bạn sẽ thấy cái nước lèo trong đây. Dũng cung zoom cận vào cho các bạn xem nhé. Trong đây thì có thịt băm. Có thịt băm các bạn ạ. Không biết trong đây có tôm không? Không. Nó sẽ như kiểu cái nước canh. Canh chua. Canh chua mà thịt băm của mình ấy. Đó. Ở bên này thì các bạn sẽ thấy một cái khay, và trong khay này sẽ có tía tô này. Ở đây là sứa này, bún này, hành tây, và đây là bắp cải được thái nhỏ. Trong đây sẽ có lạc và hành phi. Hành phi. Đấy. Bên này chúng ta có một cái khay bánh. Đây. Chúng ta sẽ có một bánh xèo tôm nhảy đã nguội. Vì chúng mình đợi đồ ăn lâu quá.
và chúng ta sẽ có con bún nàng. Và đây là món cuối cùng, mực chiên mỏng. Mực sữa chiên mỏng. Xin mời. Dai. Và đồ nhai. Dai nha. Ai nhìn miếng to lại càng dai. Con thao dường như hết tờ. Nó dai hơn cả con sò mai ấy. Để đợi xem bao giờ Linh ăn xong con này. Thật ra không cần chấm. Đúng không? Cái đĩa này là 100 ngàn, hai con nữa. Mình vừa ăn mất một con rồi. Nó ở trong đây. Ở trong này thì mọi người bảo là cái sẽ bán suốt 200 đúng không? Nhưng mà mọi người thấy hai người đi thì là chị bảo làm cho đĩa nhỏ và 100 ngàn. Vân nhai hả? Vân nhai. Rồi, trong đây sẽ có giá nha, có tôm, có hành. Họ đã cắt sẵn cho mình một miếng vừa như thế này rồi. Nguội mất rồi, xin lỗi Dũng nhá. Các bạn cuốn chắc tay vào. Rồi, xin mời. Hơi dai nhở. Hôm qua cũng bị dai. Cái bánh tráng dai. Dài. Nó cảm giác mình có miếng tôm luôn đấy. Ngay kỹ sẽ thấy cái tôm nó thơm. Cảm giác đầu tiên khi bạn cắn cái miếng này vào nó sẽ dai đó, ở cái bánh tráng. Sau đó thì cái mùi dấp cán, diếp cán nó sập lên đầu tiên. Sau đó là đến cái sự giòn rụm của cái bánh xèo. Thơm mùi tôm, thơm mùi xoài, rau. Nói chung là cũng ok, cái giá ở đây nó cũng khá là ngon nữa. Và nước mắm công nhận. Phải nói lại một lần nữa là nước mắm ở trong đây khẩu vị họ pha mặn hơn mình. Cái sữa này thì bạn nhân viên bảo là cho topping vào bát, sau đó thì chan nước lên. Xong rồi không phải nhúng nào. Không phải nhúng. Ăn sữa không đã nhá. Tùy bạn. Như kiểu ăn chả cá lá vọng vậy. Thù. Mình sẽ chan nước lèo vào. Rất nhiều thịt băm nha. Bạn quay phim quay ở đây đẹp không ạ? Đẹp. Đồ ăn rất đẹp. Thế là mặt Ninh thì sao? Thơm hết. Mùi thơm, mùi cà chua dã man này. Ủa, nhìn nó mát đấy nhở? Giữa cái trời. Nó không phải cái vị canh chua của mình đâu. Đây để ăn thử miếng sứa. Lạ lạ. Các bạn ăn dứa nó còn sần sật. Xong rồi thêm một chút cái vị hăng hăng của hành tây, nó vừa mới được tráng trần qua nước. Sau đó là rau cải và tía tô rất là thơm nha. Cộng thêm hành lá, hành phi. Cái món này thì ăn nên ăn nhiều hành phi một chút. Sữa giòn quá. Nước này cũng ngọt. Ngọt từ thịt đấy. Còn để có biết có mì trứng hay không thì tí nữa mà Linh say thì được là có mì. Nhưng không có. Đặc sản Bình Định này ngon nha. Sữa nước lèo. Mọi người ơi, mình đã ăn xong bữa rồi nhưng quán lại gạ. Bạn nhân viên dễ thương lại gạ mình ăn sashimi mực. Nên là mình có gọi hai con. Mình sẽ ăn cùng với cả nước tương mù tạt. Và thông báo với các bạn là trời đang âm u rồi nhá. Không biết là ngày hôm nay thì chúng mình có được những bức ảnh đẹp ở chỗ biển đi tour theo anh Sập Sài Gòn, ăn Sập Sài Gòn không. Nên sẽ ăn một phần miếng mực nha. Nó vẫn còn sống luôn đấy các bạn. Giòn. Chỗ này là hai con đúng không? Giòn với dai. Mà nó vẫn có một chút vị mực nhưng mà không hề tanh đấy. Không hề tanh không? Vừa cái bắt luôn. Ngon đấy. Càng nhai kia lại càng ngọt nha.
ăn với cải nó sẽ nhận nhận đắng hơn với mùi cải. Hợp phết. Đây mình sẽ show cho các bạn cái view. Rồi. Hello mọi người, và bây giờ thì đã là buổi tối và hiện tại thì mình đang có mặt tại quán cá khói. Thật ra thì lần trước cái quán cá khói này Ninh cũng đã ăn trong cái chuyến đi công tác Quy Nhơn rồi thì cũng thấy khá ok. Và hôm nay thì bạn Dũng Hoàng, bạn của Dũng Hoàng có rủ qua đây ăn thì Ninh ghé. Nhưng mà trước khi ghé thì Ninh đã tạt qua cô Năm ở Bùi Thị Xuân. Ninh sẽ bán lại cái địa chỉ ở đây để các bạn có thể biết. Đây là đậu xanh xương sáo. Các bạn mà đi qua cái đoạn đường đó thì sẽ thấy luôn luôn rất là đông luôn. Ở đây các bạn nhìn thấy hình mình đang liềm điện thoại này. Người ta xếp hàng rất là đông và nhưng mà nhanh thôi. Thì các bạn cũng sẽ có một cái ly như thế này. Và các bạn sẽ có thể gọi ly hoặc bịch. Bịch thì cảm giác là nó sẽ to hơn một chút. Đó, bây giờ thì mình sẽ thử uống. Nhìn thì cô ấy có cho cái đậu xanh, xong rồi cho một chút sữa đặc và cho đá xay kèm theo cả xương sáo. Các bạn nhìn cái xương sáo ở trong đây này, nó như thế này. Đấy. Đậu xanh thì nó sẽ bột bột nha, ngọt ngọt vừa. Thấy các bạn ấy cứ bảo là ngọt lắm đấy, nhưng mà Ninh thấy ngọt vừa, khá là ngon. Cái xương sáo thì nó rất là xay nhuyễn ra rồi, nó kiểu sần sật nhẹ nhẹ bột bột đó. Nhưng mà một ly này cũng ngon nha, cũng khá là mát. Và 48.000 bốn ly thì chi là 12.000 một ly. Còn đây là cái ly của Dũng không? Ok em. Ly này là gì? Sữa đậu. Nhưng mà nó giống đậu nành. Thì giống đậu nành thôi. Còn giống sữa đậu bình thường ấy, xong rồi trên xương sáo. Nó là sữa đậu xong rồi thêm xương sáo xay. Đây là đậu nành này hơn, đậu nành thì dễ uống hơn. Nên thích đậu xanh hơn vì nó bùi hơn một chút. Nhưng mà cũng ngon, hơi ngọt một chút. Chắc là tan đá là vừa. 12 ngàn một ly, cái này chắc là sẽ healthy hơn là sữa đậu, à hơn là trà sữa. Đúng không? Không biết. Theo thì hơn, nhưng mà Ninh vẫn chưa thử cái món đặc sản của Quy Nhơn, đó chính là Bobo Station. Trà sữa. Bobo Station hay Bobo gì ấy. Đó. Ninh sẽ kiếm một món là để thử. Happiness Hotel. Còn bây giờ thì mình sẽ ăn đây. Ta-da! Và đây là combo mà mình gọi tối nay. Thì đây là combo roti nha. Hình như có giá là 470 hay sao ấy. Thì bên này các bạn sẽ thấy là có lươn này. Ôi, nóng ghê. Nó được ấy trong những cái nhiều đất như thế này. Nhiều xứ, sành, xứ, xứ, đất. Rồi, đây, đây là ếch nè. Còn bên này là cái gì? Gà hay là gì ta? Ninh cũng không nhớ lắm, nhưng bây giờ thì mình sẽ thử cái vị roti ở quán. Và món này thì sẽ ăn kèm với cả bánh mì nướng. Các bạn ăn nướng nóng, ăn nướng giòn được không nóng. Đây, Ninh sẽ thử miếng lươn nha các bạn. Đó, đây. Cái mùi nó khá là thơm, cái mùi tiêu, mùi... mùi vị roti ấy. Tả nào ta? Lươn mềm, rất là ngấm cái vị. Cái vị roti thì nó hơi ngọt ngọt, hơi kiểu thơm thơm. Đó, và mình sẽ ăn chấm cái bánh mì xem sao. Mình nghĩ là ba cái vị roti giống nhau, chỉ khác món thôi. Bánh hơi khô. Hơi khô nha. Vị roti thì ngon đấy. Cơm chiên cá mặn. Lúc nãy mình gọi một đĩa rau rừng xào ngon lắm, nhưng mà xào tỏi ngon ơi là ngon, thế là ăn hết. Trong lúc đợi là ăn hết rồi. Đây, cái con cá nó nhỏ nhỏ này này các bạn. Cứ vào đi không sao đâu. Đây, chúng mình gọi thêm một đĩa nấm biển. Cái gì tỏi, cháy tỏi. Đây, thôi có món mới nên thử luôn, nó đang nóng. Đây, cái nấm biển nó như thế này, các bạn nhìn giống hơi hơi giống con ốc nha. Đó. Ở đây thì có cả tỏi khô và cả tỏi tỏi tép. Sau đó các bạn lấy rang cháy lên. Cháy cặn. Nấm biển nó giòn giòn, dai dai, dai đấy. Nấm biển dai đấy. Nhưng mà vị cũng ok. Vị ở cái quán này, sau hai lần Ninh ăn, Ninh thấy rằng là nó cũng khá là gần với vị của mình. Không quá là khác biệt lắm, là ăn dễ ăn, kiểu ẩm thực ba miền.
cơm chiên cá mặn. Mặn không ta? Các bạn một miếng cơm cắn một xíu cá thôi là vừa, ăn cả miếng là mặn, cũng ngon đấy. Đây là quán cuối cùng của mình ở trong tập đầu tiên ở Quy Nhơn rồi. Không biết là các bạn đã nốt lại được cho mình những cái địa chỉ ăn ngon chưa. Còn với Ninh thì lần nào quay lại Quy Nhơn đồ ăn cũng vẫn rất là ngon và rẻ, hải sản tươi, con người thân thiện. Và còn ví dụ như Dũng Hà nhận xét chiều nay về con gái Quy Nhơn thì Ninh cũng chưa được để ý lắm. Bạn nào có thể trải nghiệm rồi hoặc là bạn nào có cảm xúc gì về con gái Quy Nhơn thì có thể chia sẻ và bình luận. Còn bây giờ thì Ninh sẽ ngồi uống bia, làm vài cốc bia và ăn uống. Hẹn gặp lại các bạn trong tập thứ 2 ở Quy Nhơn. Và đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là theo dõi Ninh ở trên bản đồ ăn ở địa chỉ ninhchinhtua.com/bản-đồ-an nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cheers.